Chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình mới về được cây Corona. Tình trạng là hàng lai niêm nha. Nó không còn hộp, mạ vàng, phân lưới, rất là đẹp. Cái mẫu Corona này thì nó sản xuất lâu rồi. Đít nó khác cái mẫu mới sau này là cái nắp đít nó hơi nó đẩy bằng cái nắp này nha. Nó khác cái chỗ này nè. Nắp đít đời mới sau này là nó làm con vít ngang ha, dẹp ha. Đây, cây này là lửa thẳng chứ không phải là lửa ngang nha. Mạ vàng trên lưới rất là đẹp ha. Tình trạng là như mới luôn, không có trầy xước một chỗ nào luôn. Chỉ đáng tiếc là nó không còn hộp thôi. Em mua hàng vui lòng bỏ chút ít thời gian xem thật kỹ video giúp mình nha. Mình mở cái nắp này ra là mình để bơm ga nha, còn chỉnh chỉnh lửa lớn nhỏ bên đây. Cây này là lửa thẳng nha, không phải lửa ngang. Thường cái dòng Corona là nó lửa ngang nhưng mà cây này là lửa thẳng nha. Hình ảnh chi tiết và giá bán mình để trong phần mô tả nha, anh em mua hàng vui lòng bấm vào đó xem giúp mình. Rồi mình kết thúc video tại đây, chào tạm biệt anh em.